so sánh hai phân số a âm 3 phần 5 và âm 4 phần 5. Em nhìn này này, đây. Thầy muốn so sánh là a so sánh các phân số. A là âm 3 phần 5 và âm 4 phần 5. Các em tập trung này. Hai phân số này đã là phân số cùng mẫu chưa em? Hai phân số này đã là phân số cùng mẫu rồi đúng không nào? Cùng mẫu và mẫu này đều là mẫu dương. Vì 5 lớn hơn 0, 5 lớn hơn 0. Xong, cho nên bước 1 là chúng ta đã xong. Bước 2 là chúng ta so sánh tử. Tử của phân số nào lớn hơn thì là lớn hơn. Vậy âm 3 và âm 4 thì cái nào lớn hơn em nhỉ? Âm 3 lớn hơn. Cho nên mình có âm 3 phần 5 lớn hơn âm 4 phần 5. Ok chưa? Đơn giản đúng nào? Tiếp theo nhá. B này. 5 trên âm 6 và 2 trên âm 6. Nào, B là 5 trên âm 6 và 2 trên âm 6. Các em chú ý này. Hai phân số này là hai phân số cùng mẫu. Tuy nhiên, thầy thấy này. Âm 6 là số âm. Âm 6 đây cũng là số âm. Mà thầy yêu cầu là phải đưa các phân số về phân số của mẫu dương. Bây giờ ta có